Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay tại đây em xin giới thiệu đến các bác một mẫu xe format OG77, được thiết kế một bộ khung bằng carbon giúp cho chiếc xe nhẹ nhàng hơn, và xe có tông màu xanh chủ đạo làm nổi bật phần khung của chiếc xe lên rất là nhiều. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết chiếc xe này để các bác xem. Khung viền carbon, chúng ta thấy là lớp sơn của chiếc xe này, tổng thể của chiếc xe nó còn rất là mới. Tay bấm DOG, có khóa hành trình giảm sóc trên xe. Phanh dầu Shimano. Mayer là Mayer bi vòng. Lốp Bunbury. Đùi đĩa trục rỗng 3 tầng. Nhạc đĩa của Amphib. Bây giờ sẽ vào đo size của test chuyển động chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe tính từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 40 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm củ phốt là 55 cm. Thì chiếc xe này là size S, phù hợp cho các bác từ 1m64, 1m74 đi là phù hợp. Mayer bi vòng túi ổ. Đấy, các bác nghe túi ổ. Vâng. Một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này, các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào, các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả
để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Vâng, thưa các bác, là một chiếc xe địa hình mang thương hiệu Format của Nga đàng hoàng, và carbon thì các bác đi leo núi thì vô tư về độ nhẹ luôn. Giá bán chiếc xe này bên em là 11 triệu rưỡi, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để nhân viên bên em tư vấn. Ngoài ra các bác hãy ấn đăng ký kênh của bấm chuông để theo dõi được những chiếc xe đẹp khác em đưa lên trên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.